Các nội dung xấu độc đang trực chờ tiêm nhiễm vào trẻ nhỏ trên mạng xã hội. Những thử thách làm đau mình rồi kết thúc bằng việc tự sát. Các bộ phim giang hồ với nội dung bạo lực, hình ảnh nhạy cảm không phù hợp với lứa tuổi. Tên thì em không thể nhớ bởi vì em xem tận mấy trăm bộ phim chứ không ít. Em xem từ lúc em còn học lớp 5. Thực trạng càng đáng lo hơn khi những YouTuber có lượng theo dõi đông lại tạo ra những nội dung phản cảm, không phù hợp thì những tác động xấu tới trẻ nhỏ càng lớn hơn. Các em học sinh có những cái câu cửa miệng này, rồi thì những cái hình ảnh, những cái động thái, những cái câu chuyện và thậm chí là hóa thân vào các cái nhân vật ở trên mạng và nhất là các anh chị YouTuber. Trong những cái clip hoặc những cái video thì không phải là họ chiếu ngay từ đầu những cái hình ảnh hoặc là những cái thông tin nó không phù hợp mà thường là bị lồng ghép à. Con rất là khó để phân biệt được. Thực sự là không biết làm thế nào cả. Nhưng nếu mà Việt Nam mình có nhiều cái chương trình dành cho trẻ con hơn và các em xem các em thấy thú vị thật thì sẽ tốt hơn. Đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh tìm kiếm sản phẩm lành mạnh, bổ ích dành cho con em mình. Nhiều tháng qua, VTV Digital đã lên kế hoạch thực hiện series phim hoạt hình Giờ chơi phiêu lưu ký với sự đồng hành của Fristy. Cái hệ sinh thái của VTV Digital cũng sẽ là một cái nền tảng vô cùng quan trọng để chúng tôi có thể mang nội dung tiếp cận với nhiều trẻ em Việt Nam hơn nữa trên toàn quốc. Và thông qua những cái chương trình giải trí có tính chất giáo dục cao thì Fristy cũng rất là mong muốn có thể cùng góp sức giúp các em có thể nâng cao sự tự tin, trí tưởng tượng phong phú để các em có thể phát triển toàn diện. 365 tập sẽ là một chuỗi cái hành trình của các bạn nhỏ trong công cuộc bảo vệ trái đất. Ngay từ tập phim đầu tiên thì các bạn đã rất cuốn hút khi mà sự xuất hiện của Fristy từ hành tinh tốt bụng về trái đất của chúng mình. Trái đất 2021. Sau những giờ học căng thẳng, Giờ chơi phiêu lưu ký sẽ tới với các em nhỏ với câu chuyện xoay quanh những tình huống hài hước mà các bé gặp phải trong cuộc sống thường ngày, hướng trẻ làm thật nhiều việc tốt. 365 tập phim sẽ được phát sóng định kỳ hàng ngày vào lúc 17:30 từ thứ Hai ngày 15 tháng 3 tới trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.